sẽ có cái ngày kết của mình, rồi chú còn cái chỗ nào để nương náu mà sau này mà chú về không? Dạ không. Cho coi, tội vậy. Không còn được về nữa hả chú? Tối có khi nào chú ngủ chú nhớ cha mẹ rồi không? Cha chết rồi, mẹ bởi già dạ, mấy cái đồ rồi. Chú còn mẹ hả? Dạ. Trời. Dạ hả? Mà mẹ nuôi. Dạ. Thế mà mẹ ruột. Vậy là bây giờ là chú đi biệt xứ rồi, có sống chết gì cũng là biệt xứ luôn. Dạ. Thì có chết thì chính quyền chôn giùm thôi. Cần. Kính thưa tất cả quý mạnh thường quân và quý khán giả thân mến, trước mặt quý vị là một cái căn nhà đỏ đỏ này quý vị. Đó quý vị thấy không, trong cái bụi cây á. Căn nhà này là căn nhà hoang. Cái điều rất là lạ lùng trong cái căn nhà hoang này thì bà con đã chia sẻ lại với Thuận là có một cái chú chuyên đi làm từ thiện, chú ở trong đó. Chú đã làm từ thiện mà chú đang gặp khó khăn mới lạ đó quý vị. Rồi kính thưa tất cả quý vị, bên cạnh Thuận đó là em Bích. Chắc quý vị cũng đã xem kênh Thuận từ lúc mà mới thành lập tới giờ, chắc là cũng đã biết em. Giới thiệu cho Thuận quay chắc cũng khá là nhiều hoàn cảnh, khoảng bao nhiêu rồi em? Dạ cũng nhiều rồi, em không nhớ nữa. Rồi giờ em Bích chào bà con đi. Dạ em chào bà con, chào các anh chị Mạnh Thường Quân đang sang kênh của Thuận Phạm. Rồi bữa nay chưa, trước khi dạ. Nói chuyện để xem sao bữa nay nhìn thấy đẹp gái quá ta. Đâu kể tuổi lại coi. Em 44 tuổi rồi. Rồi, rồi bây dạ. Giờ là hình như là có một cháu phải không? Dạ đúng rồi, con em 10 tuổi, bé trai. Đâu lột nón rồi, bữa nay thấy đẹp gái quá vậy. Theo được biết đó là em cũng là ca sĩ MC nữa phải không? Dạ. Wow, nhiều show không? Dạ, mấy năm nay cuộc sống nó cũng hơi bấp bênh lắm anh ơi. Không được như hồi đó nữa. Cũng nghe nói là mới có mua được cái nhà phải không? Dạ, em mới mua được cái nhà. Thì cái chú này là ở gần nhà em không? Dạ, chia sẻ ở, biết. Ngang cửa nhà em á anh Thuận. Rồi. Dạ. Là nhà em cái nhà đỏ đỏ đó ha? Dạ. Giờ em dắt anh tới chỗ chú đó ở ha. Phan chút xíu nữa đi đó. Dạ, cái nhà rồi. Nhà đỏ đỏ đó ha. Còn dạ. Cái nhà chú là cái nhà chú ở là cái nhà hoang này phải không? Dạ đúng rồi. Em chú này bao nhiêu tuổi giờ ở chú đây? Chú này được 70 tuổi rồi anh. Rồi nhà này có phải nhà hoang không? Nhà hoang, cái nhà này là nhà hoang, là chính em là hỏi cho chú ở nhờ tá túc ở đây đó. Chú đi bấm nguyệt không may gặp cái anh kia chạy trên đường á, đụng chú. Rồi bây giờ là xương của chú bị nứt. Đó, không còn đi bấm nguyệt được nữa. Đó, rồi bây giờ không có tiền để mà sống. Là chú ở nhà hoang hả? Chú ở nhà hoang. Rồi bây giờ thì mình đi thăm chú là thế nào ha? Rồi chú thôi. Có vợ có con gì không? Dạ không có vợ con gì hết. Ở một mình sống độc thân. Đừng nói là chú ăn chay trường luôn nha. Ăn chay trường. Cho nó coi thiệt hả? Chính xác. Dạ. Rồi cho. Chú ăn chay trường luôn chú, anh. Chú thứ mấy rồi để anh biết. Chú thứ hai. Chú thứ hai chú phải hai. Không? Dạ, là 70 tuổi hả? Chú Hài Long. Dạ, rồi ok bây giờ thì Thuận mời tất cả quý vị khán giả đồng hành cùng Thuận Phạm để thăm cái chú này là thế nào ha. Rồi em mời cả nhà mình đi theo em. Nắng quá. Ở đối diện là cái này là cái gì em? Cái am. Cái am hả? Ừ, cái am. Cái am để của để thờ cúng rồi ha. Cái am thờ cúng. Ở nhà em hả? Dạ, nhà của em. Nhà em là nhà đỏ đỏ đó quý vị. Ủa, cái nhà này là nhà hoang. Nè, thì em quay vô đi, em đi trực tiếp vô. Để kêu ổng nha. Đây, để mình đi vô luôn. Khoan hả gọi.
ơi, chú ơi, có mà anh Thượng Phạm, anh Thượng Phạm đến. Hello, con chào chú. Con quay luôn chú, con quay luôn. Ảnh đang quay đó. Dạ. Thì chú nằm đó đi, chú bó thuốc rồi chú. Ủa, nằm chú đang bó thuốc hả? Đang bó thuốc luôn. Dạ. Vô luôn nè. Anh mượn cái mic đi ha. Dạ. Rồi, cảm ơn em nhiều ha. Con chào chú. Yeah. Chú có phải chú Hai không? Dạ. Yeah. Chú mặc áo vô đi chú. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ, dạ. Sao mà người ta nhìn càng ngày càng già, em nhìn càng ngày càng đẹp ra nha. Rồi, con đem cái này cho chú ha. Yeah. À, con tên là Thượng Phạm. Yeah. Rồi chú cho con biết được tên tuổi của chú. Chú Nguyễn Long. Chú Long ha. Chú năm nay chú thứ hai phải không? Dạ. Dạ, chú năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 71. 71 hả? Sinh năm 1953. Chú cho con biết là cái nhà chú đang ở là cái nhà của ai hay sao? Nhà của người ta rồi đó, tôi ở đậu đó đó, người ta đuổi rồi đó, mới hỏi hôm nay ở nhờ. Tôi có xin mớ cây, tôi đốt được mấy cái tre tôi ngâm dưới đầu cầu á. Dạ. Dạ, nhà quan của người ta, tôi bỏ đó, nó không ở lâu rồi. Chú ở đây là thời gian bây giờ là bao nhiêu lâu rồi? Cũng có mấy tháng rồi. Dạ. Hai ba tháng. Rồi. Con nghe Bích nói là chú ưa đi làm từ thiện mọi người đó, có không? Dạ có, trước đi nấu cơm từ thiện các bệnh viện đó. Rồi sau này mới đi bấm nguyệt cho người ta đó, nó biết được chú đỉnh đó. Chú có đi nấu cơm cho bệnh viện nữa? Dạ có, nấu 12 năm rồi, ở trong bệnh viện. Ở trong bệnh viện 12 năm? Trời ơi, chú nấu bệnh viện nào vậy? Bệnh viện Vĩnh Long, rồi với Tâm Bình, Chợ Ôn, rồi bên Cầu Sấu, Cần Thơ, với Bình Minh. Dạ. Ai cho là chú nấu bệnh viện Trà Ôn là của chung với nhà nấu của chú Sáu không? Cũng chung đó, nhưng mà tại vì tới cái từng cái tổ đó rồi mới đi xuống. Con mới phát gạo ở đó đó. Dạ. Vậy là chú nấu hành trình như vậy đó hả? Dạ. Bây giờ là chú làm thêm là cái bấm nguyệt hả? Dạ. Bấm sao là chú có thể tả cho con biết? Dạ. Thì cũng học được mới vậy đó, rồi đi giúp bà con nhức mỏi rồi vậy đó. Là chú bấm được nhiều người chưa? Thì chắc cũng được những vài chục người vòng đó. Vậy hả? Rồi bây giờ là nghe Bích nói là chú mới vừa bị người ta đụng xe đó. Nó bị thói quá cuộc sống với gai cuộc sống. Rồi cái hôm đó té cái nó mẹ nó hơi nứt cái xương. Nứt xương nào đó chú? Nứt bên này. Nứt bên này rồi cái ông thầy đó ông bó bên này. Ủa chú không có đi bệnh viện hả? Có, nằm bệnh viện hết đâu 8 ngày. Rồi đi bó thêm thuốc nam nữa hả? Rồi về đây mới bó thuốc nam thêm. Rồi có cặp đi nóc không chú? Dạ không, nó nứt. Rồi nó nhức. Rồi chú ở đây còn ai khác nữa không? Dạ không. Rồi chú có vợ có con gì không? Hồi xưa thì có rồi thôi, cũng mấy chục năm rồi. Xưa có vợ? Hồi xưa có vợ. Rồi có con chú? Rồi có đâu được, đứa gì đó rồi mẹ nó nuôi hồi tôi thôi, mẹ nó có 3-4 tuổi vậy đó. Dạ. Rồi cái tôi thôi tôi phải lên Ba Chúc, tôi ở đâu cũng 4 năm gì trong chùa. Dạ. Chùa Thanh Lương Ba Chúc á. Dạ. Ở đó tôi mừng ông quả cho chùa làm cơm. Nữa hả? Dạ. Trời ơi. Đi đâu có nhà cửa gì đâu, đi ở vậy đó, chỗ này chỗ kia vậy đó. Chú nhỏ nó không có nhà luôn hả? Hồi đó ở với vợ có nhà bên vợ, sắp bên vợ. Rồi đi rồi thôi rồi đâu có.
Rồi chú hai bây giờ là chú tự đi được không? Đi được, mà điều nó nhức đi nó... Đâu, chú đi thử con coi đó. Đi được bình thường không? Nhất là đây, đi vậy đó. Năm nay là chú 71 hả? Dạ. Rồi hàng ngày là chú nấu cơm ăn chỗ nào? Chỉ con coi. Đây đây. Chú có tu có pháp danh gì không? Dạ tu Phật giáo Hòa Hảo. Vậy hả? Mà... Chứ không có trong chùa. Nghe nói chú ăn chay ăn lạc có không? Dạ ăn chay trường nay bốn mấy năm rồi. Vậy hả? Dạ. Là mấy cái vị thật... Thật Tam Bảo với Phật giáo Hòa Hảo, đó Phật Quan Âm với Địa Mẫu rồi đó cũng cái, quyền. Cái này là của chủ nhà thờ hay là chú ở đây chú thờ? Dạ tôi về đây rồi tôi thượng lên tôi thờ đó. Vậy hả? Ừ. Tối chú ngủ chỗ nào chú? Dạ đây. À đây ngủ rồi người ta cho cái mền đó, tôi chạy tôi ngủ rồi cái sao cái người ta cho cái nệm cũ á. Ai cho bích? Cái này chị Năm ấy. À. Chị Năm tiếp. Nhưng mà con hỏi thiệt là cái nhà này mình có trả tiền nhà cho người ta không? Dạ không, cho không. Cho không hả? Hỏi nhờ ở. Nhưng mà người ta biết mình ở không? Biết. À, cái vườn này em cũng cho nè. Vườn nó gãy rồi buộc dây tôi treo lên á. Vườn này có cho hả? Ừ. Trời tôi nghiệp quá vậy. Nó gãy cái mỏ ngang này nè rồi tôi mới treo nó gãy đâu bởi. Hư trơn rồi. Tôi giặt, tôi mượn, tôi giặt người ta, tôi lót ngủ rồi. Không miếng. Niệm bà kia mới sắp vô cho niệm cụ. Niệm Năm mới cho Năm mới gài. Năm rồi. Mấy bữa hôm là lót mấy cái mền ngủ không, mấy cái đồng cái chiếu, cái bọng gì đó. Cái mền đó người ta cũng cho đó. Vậy là trước kia là Bích chưa có giúp là chú... Ngủ dưới luôn. Ngủ dưới đây hả? À, có không chú? Có. Ngủ dưới à. Rồi bây giờ chú đau không? Vậy đi nó đau. Bây giờ giới thiệu con cái chỗ mà chú nấu khôn với ấy được không? Đây nè. Chú đi trước đi. Trời ơi, ở trong đây có cái phòng ngủ nữa nè. Nhà này chắc cũng là của người nhà giàu ha. Không biết nữa, nhà của ai bỏ lâu lâu rồi tôi. À vậy đó hả? Nhà này kêu bán hả? Người ta cho mượn cái xô, cái bô rồi đó, rồi tôi cũng nấu cơm tắm rửa ở đây luôn. Rồi ba thuốc nam tôi kiếm, người ta nhờ tôi kiếm về tôi dựng đó, rồi tôi bó đó. Mấy cái đồ của người này kia cho mượn. Không có đồ đâm đó, tôi để trên miếng đó, tôi để trên đó, tôi lấy búa tôi dằn, tôi đâm, tôi bó đó. Cái này là thuốc nam phải không? Dạ, thuốc bó đó. Thuốc nam nè, rồi cái búa này để... Búa này để thuốc lên đây nè. Dạ. Đập nhìn nhựa rồi cái bắt đầu cái mấy bó. Rồi cái thuốc nam này để phục vụ cho chú hay là cho ai? Dạ. Đâm đôi bó đó. Bò tự lo bà bản thân luôn. Dạ. Rồi có một đống xe đạp này là của ai? Xe của bên nhà bên bệnh nó để nó gửi đó. Đồ của người ta không, tôi không có gì hết á. Mấy cái này của người ta hả? Ừ. Người ta cũng như đó giờ. Bỏ này là người ta cũng cho mượn nè. Đó giờ người ta để đây giờ. Ừ. Về thì gửi đây. Ở đây có điện không chú? Có điện cũ hồi nào giờ đó rồi. À nó không có điện đâu, không có hư hết rồi. Khi nó cháy thì không. À. Rồi chú nấu chỗ nào đâu, cái lò đâu, cái lò nấu không coi. Cơm nè, có cái nồi đó. Đó rồi ghim nó nấu đó. À cái này nồi cơm ha. Ờ. Cái này là... Này tôi kho, người ta cho hủ qua với dưa leo rồi tôi kho tôi ăn. Ăn vậy đó, ăn chay ăn vậy đó. Cái này mình ăn chay là ăn hoa quả vậy đó ha. Ờ nước tương rồi bỏ vô kho, muối rồi nè. Này kia cho không đó. Bắt cái sườn lát nó cũng cho rồi tôi chiên vậy nè, tôi để vậy thì vô kéo. Tất cả cái này đồ chay chứ không? Ừ, sườn non. Sườn chay á. Dạ. Xé xé rồi ướp chiên vậy đó rồi. Để ăn lâu được. Có gì chưa? Mấy ghế này vòng vòng có cho không? Mượn đó. Dạ hả? Ủa bữa nay nhỏ này, bữa nay năng tương nó mới cho tôi dĩa hồi nãy để đó. Bích cho hả? Chị kế bên. À, vậy là cô kế bên đó. Dạ. Vậy chú ở đây bà con ở đây biết hết chưa hả? À, quý vị hơi tối quý vị thông cảm. Trong đây cũng có cái giường bằng tre nè. Cái giường tre đó quần áo chú là trong đấy hả? Ở trong máng đó. À chú được mấy bộ đồ này quý vị. Cái giường tre đó ổng sớm đợi mua cho ổng đâu mà ai nhà nằm được kiếm quá trời trong đó kiếm điện không cái, nằm nó dư cái giò nằm không được. Nằm nó ngắn quá dư cái giò ngủ không được rồi thôi bỏ vậy đó. Ủa gì người kia xúm lại cho được cái này gạo luôn hả chú? Dạ gạo á, người ta cho tôi vậy tôi đựng vậy tôi nấu à.
mấy cái thuốc rượu để tôi tha đó. Sao đau nhất hay sao mà thấy nhức? Vậy là ngồi đi chú, ngồi đi. Đi nó thốn hai bên này nè. Nó thốn. Rồi mấy con không đi về cái là nó giật tôi sụm, không à. Đâu đi được. Chú đi làm từ thiện như vậy rồi bây giờ chú gặp khó khăn như vậy rồi, những người mà chú như chú nói là từng đâm bóp cái gì đó rồi chăm cứu cho người ta đó, có ai giúp lại chú gì không? Dạ không. Hôm qua mấy người đó lâu lâu cho nó túm gạo vậy đó, chục ký vậy đó. Dạ. Hồi đó chú có đi làm như vậy đó rồi, đi nấu cơm như vậy đó rồi có lương hay gì không? Dạ không. Có đó đi làm từ thiện mình tự nguyện lại đó làm tiếp người ta vậy đó. Dạ. Chứ đâu có lương. Rồi bây giờ chú bệnh hoạn như nãy giờ kể đó là chú đi bệnh viện có rồi bị tai nạn xe đó rồi, dạ. Rồi tiền đâu mà chú lo? Nó mở xin với này cô này cô xin cho nó mớ rồi cái chị Năm Vĩnh cũng đi xin ra mớ rồi tôi lên tôi nằm viện đó. Vậy đó có làm gì cả tiền. Ủa em xin đó hả Bích? Em có xin nữa. Tại xin cho chú được mấy trăm ngàn, 800 ngàn. Ủa sao tốt với vậy trời? Tệ em mới xin. Rồi cái nhỏ bạn, ở dưới cây xanh nè, cái nó bán cái cũng trễ vậy đó, tội nghiệp chú hai em không có tiền. Lên nằm bệnh viện người ta đuổi về, không có tiền nhập viện người ta đuổi về. Cái bắt đầu nó thấy về cái nó xin người này kia cho được mấy trăm nữa. Rồi nó đưa em sắp lên rồi chọn đó. Nằm bệnh viện đó, chứ đâu có tiền đâu anh ơi. Rồi. Em xin mà. Rồi bây giờ là cái vết thương của chú là thế nào rồi? Còn đi bệnh viện nữa không? Không có đi rồi nhưng mà bây giờ bó thuốc rồi coi gửi ít bữa mới đi khám rồi coi nó bớt không? Nó bớt thì mà thôi còn không bớt thì mình cũng bó tiếp nữa chứ không có tiền đi nhập viện. Dạ. Thì con nghe nói xin không chú ở đây chú có mượn nợ ai vòng vòng đây không? Dạ. Có mượn nợ ai không? Ở đây mà ai cho gì đâu thì mượn có ví dụ như 500-700 về được 200-300 gì chứ đâu. Có nợ ai không? Rồi có nợ ai 500-700 không? Mượn ngoài kia đâu rồi thiếu đâu 200-300 gì. Mượn làm gì chú? Hả? Mượn làm gì? Mua thuốc nhất đủ uống đó. Nó nhất á, mình mua mình uống cho nó bớt nhất. À, cái nguồn gốc của chú là ở đâu chú? Dạ ở trên Tùng Quế á. Dạ. Tùng Quế là ở đâu? Có vợ ở trên á. Dạ. Tùng Quế Tân Lược á. Mình bính đi vô. À, tốt cho nó hả? Dạ. Rồi sao cái bà già đó, bà cũng già lắm rồi, 80 mấy tuổi rồi. Rồi đó tôi ở trên Ba Chốc á, rồi cái bắt đầu tôi mới về nó con được thiện. Dạ. Vậy thì ví dụ như chú năm nay là 71 rồi. Dạ. Rồi tới tương lai tới đây nữa chú sẽ già lên nữa. Dạ. Rồi chú sẽ có cái ngày kết của mình rồi chú. Chú còn cái chỗ nào mà để nương náo mà sau này mà chú về không? Dạ không. Trời ơi, tội vậy. Không còn được về nữa chú. Tối có khi nào chú ngủ chú nhớ cha mẹ rồi không? Cha chết rồi, mẹ bởi già hết cái đồ rồi. Chú còn mẹ hả? Dạ. Trời. Dạ hả? Mà mẹ mẹ nuôi. Dạ hả? Chứ mày mẹ gục. Vậy là bây giờ là chú đi biệt xứ rồi, có sống chết gì cũng là biệt xứ luôn. Dạ. Nói có chết thì chính quyền chôn giùm hết. Cần. Có ngủ khi nào nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ không chú? Khi nhớ bà già thôi. Nhớ còn ai đâu mà ngủ nhớ. À vậy hả? Vậy là hiện tại bây giờ là chú như vậy là tiền đâu chú xài? Chú bị thương vậy nè. Vậy đâu có xài gì đâu. Gạo nó cho, nước tương nó cho, rồi ăn vậy thôi.
Chú giọng đó người ta cho rau cả gì luộc chấm. Dạ, bây giờ là chú có căn cước rồi không? Chú có căn cước rồi không? Cũng có. Có không chú? Căn cước hay chứng minh? Cái căn cước bây giờ đó. Dạ. Rồi ý con hỏi cái đó biết chi không? Để con hỏi chú có bảo hiểm không? Dạ, bảo hiểm hả? Không có. Có không chú? Hồi đó giờ có bảo hiểm chú đâu, chú có bảo hiểm không? Chú có bảo hiểm không? Hồi đó họ mua. Nó mua rồi sao này không có tiền, không có mua nữa rồi nó mãn hết rồi. Gì hả? Bây giờ mỗi lần có rồi không có nữa, có tiền mua rồi thì nói rồi. Bây giờ con giúp cho chú tiền để chú mua lại cái bảo hiểm. Dạ. Chú mua được ha? Ở đây dễ mua không Bích? Dễ. À nhưng mà căn cứ của chú là ở đâu? Dạ, mình cứ ở Tân Quới vậy đó. Dạ, có tiền là mình đi. Ở đây mua cũng được nữa. Vậy hả? Vậy à? Anh này chỉ mua giùm. Vậy giúp cho chú luôn ha. Anh hồi chút xíu anh sẽ giúp tiền cho chú mà em hỗ trợ giùm anh là cái khâu đi mua bảo hiểm ha. Rồi, dạ. Em có xe không? Có chứ. Chở chú đi mua được không? Dạ được. Chơi luôn ha. Ừ. Tội nghiệp quá vậy chạy. Dạ. Giúp giùm ổng đi anh. À, Thận cũng mới vừa hỏi thăm cũng như là những cô chú cán bộ chính quyền địa phương ở đây đó, thì chú cái kiểu như là chú không phải là người địa phương ở đây đúng không chú? Dạ. Mình là địa phương khác, mình lại ở đây mình tá túc ở đây. Dạ. Cho nên là địa phương ở đây cũng biết chú, cái hoàn cảnh của chú là thật là đáng thương quý vị. À, đi làm công quả ở bệnh viện có, rồi làm công quả ở những bà con đau nhức mỏi có, chú đã giúp đỡ rất là nhiều người rồi. Rồi nói chung là chú rất là tội nghiệp, chú không có muốn còn muốn quay về cái nguồn gốc của chú nữa quý vị. Thì bây giờ là chú giống như là chú lâm vào đường cùng, cái căn nhà này là cái căn nhà hoang. Xét về cái hoàn cảnh của chú thì Thận thấy rất là đáng thương, xin được phép dùng một số tiền quỹ của cô chú Mạnh Thường ra để giúp đỡ cho chú. Thứ nhất là hỗ trợ cho chú đi mua cái bảo hiểm, tại giờ không có bảo hiểm chú như thế này mà đi bệnh viện một cái là nó sẽ gặp khó khăn nữa mà không có tiền nữa. Đầu tiên Thận xin được phép dùng số tiền là của cô Lê Nguyên ở Cali ở Mỹ, nhiều lần ủng hộ giúp đỡ rất là nhiều bà con. Số tiền hôm nay còn lại là 7.110.000, xin được phép dùng 1.000.000, số tiền còn lại là 6.110.000. Thận đọc cái số tiền dư như vậy đó thì Thận sẽ tiếp tục Thận đi giúp bà con nữa quý vị. Tiếp theo Thận xin được phép dùng tiền là chị Nga ở bên Pháp, nhiều lần ủng hộ giúp đỡ rất là nhiều bà con, số tiền hôm nay còn đúng là 3.000.000. Thận cũng xin phép được dùng 1.000.000, số tiền còn lại là 2.000.000. 2.000.000 tiếp tục Thận sẽ đi giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn trước. À, đây là 4 tờ nè quý vị, 4 tờ là 2.000.000. Con giúp cho chú ha. Dạ. Cảm ơn chú. Rồi nãy con dặn cái gì chú nghe không? Con dặn cái gì đó chú nghe không? Con giúp tiền cho chú là con dặn cái gì chú nghe không? Mua bảo hiểm à. Dạ. Dạ. Đúng rồi, bảo hiểm là khoảng chừng 800 mấy 900 gì đó phải không Bích? 900 mấy hả? Coi như là tạm thời như vậy đi, con cứu kho đối cứu khổ cứu nạn cho chú như vậy. Dạ, dạ. Rồi cần thiết thì chú đi khám đi ha. Dạ. Vậy anh nhờ Bích ha. Dạ. Cái này là nhờ em thiệt á. Dạ. có duyên á thì nhờ em dạ. chở chú đi, bữa nay thứ bảy chủ nhật chắc thứ hai mới làm việc. Dạ, thứ hai rồi. Chú hai cảm ơn chú, mấy cô, chị gì mà thì vui. Con xin cảm ơn mấy chú, mấy cô, mấy chị ở là các xa gần là từ thiện. Thì hôm nay chú thì có lên giúp tôi số vậy tôi cũng rất cảm ơn hết trơn trên đồng mạng. Rồi vậy chú ha. Dạ. Rồi Thận cũng tiếp lời với chú xin gửi lời chân thành cảm ơn là cô số tiền của cô Lê Nguyên ở Cali ở Mỹ với lại chị Nga ở Pháp. Dạ. Thận xin được phép dùng tiền của cô chú để giúp đỡ chú cứu đói cứu khổ cứu nạn cũng như là qua cái cơn hoạn nạn như thế này. Dạ. Cái hoàn cảnh của chú là cái người đi giúp có ích cho xã hội rồi mọi người quý vị đó, giúp nấu cơm rồi vân vân đó quý vị, cho nên là chú rơi vào cái trường hợp này thì không nỡ bỏ chú quý vị. Ví dụ như là chủ ở cho mình ở đây tới trọn đời không? Không đâu,
Mình không biết nữa. Nó cho nó tạm vậy đó rồi, không biết. Cái dạ. Mình chưa biết được. Nhưng mà ở đây là có điện, có nước máy xài không chú? Cũng có, nên hỏi nhờ nó chìm. Rồi chú ở đây rồi người ta có lại thu tiền điện, tiền nước không? Không, chị Năm Vinh đi đóng chi cho. À vậy hả? Chị Năm là người nào? Nằm ở trên quán, trên giữa cây chứ. Vậy hả? Giữa cái cây. Nhiều tháng có mấy ngàn tiền nước à? Một tháng thì xài có 6 ngàn à? Có mấy ngàn tiền nước à? Một tháng chú xài có 6 ngàn hả? À? Chắc không có giặt, chú ít giặt đồ hay sao? Vẫn có bộ gì nè, giặt thôi. Trời đất ơi. Mà đâu có nhiều nước. Rồi chú có xà bông được không? Dạ, cũng có xà bông bột, mượn U Bích này con mua giùm. Vậy ha, cái gì cũng nhờ Bích hết trơn. Coi chú có thiếu cái gì đó hỗ trợ giùm ha. Dạ, dạ. Ừ, có thiếu sót gì đó thì cứ hú anh ha. Dạ, dạ. Em thay mặt chú Hai, em cảm ơn. Nói được rồi. Cảm ơn các anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho chú Hai. Thật cảm ơn rất nhiều. Anh cũng cảm ơn em rất là nhiều ha. Dạ. À, quý cô chú anh chị, quý vị khán giả, nếu mà có thêm kênh Thuận mà từ cái lúc mà thành lập kênh tới giờ thì em Bích đã giới thiệu cho Thuận là khá là nhiều hoàn cảnh quý vị. Nào là hai, Thuận đã nhớ rồi, hai cái chú, cô chú là bị què bán vé số nè, rồi cái anh gì đó bị cái bú cổ đó, ung thư cổ, anh đó thì qua đời rồi. Rồi tiếp theo nữa là cái cô gì đó, cô gì mà sống có một mình neo đơn đó ở dưới bờ sông nè, rồi bà Mười. Dạ bà bây giờ bà đó không biết, chắc không biết, mất rồi. Mất rồi hả? Điều tại vì cái tay mà bị té xe mà lặn tới dụng nuôi được đó. À rồi bà già đó. Rồi thêm một cái chú nữa là bán vé số ở nhà hồ, ở nhà là chú đó còn không? Còn. Chú đó là chú Tư vẫn còn. Rồi rất là nhiều quý vị, tất cả những cái hoàn cảnh mà Thuận đồng hành cùng em là những cái bà con là đáng thương không? Coi như là ai cũng như vậy hết. Bây giờ là hôm nay là cảm ơn em hữu duyên tới đây. Mà được biết đó, trước khi tới đây là em đã bỏ công sức cũng giúp đỡ cho chú trong thời gian vừa qua như vậy. Bà con như em là láng giềng luôn rồi phải không? Được biết là cái nhà của em là cũng mới mua ở luôn hả? Đúng rồi. Trước giờ không có nhà hay sao? Nhà em cũng ở nhà trọ á. Ở nhà trọ. Quý cô chú, quý anh chị, quý vị khán giả, em là hành nghề là MC nè, ca sĩ nè, chuyên phục vụ đám cưới nè, đám tiệc dân dân, cưới hỏi liên quan dân dân quý vị. Các anh chị em bầu show, có show nhớ gọi em Bích đi cho nhiều nghe, càng nhiều càng tốt để có tiền làm những cái việc có ích giống như vậy nha quý vị. Rồi vậy ha. Dạ, dạ. Rồi chú cũng mạnh ở lại mạnh giỏi ha. Dạ. Dạ. Gắng cố gắng lên nha chú. Dạ. Để chừng nào chú khỏe lại con cũng nhờ chú đâu bấm nguyệt con thử coi. Dạ. Ok luôn anh Thịnh. Được không? Ok luôn. Nó thiệt. Như hàng ngày chú đi bấm nguyệt là chú đi tới nhà người ta hay là người ta đi tới đây? Người ta rước đi. À vậy hả? Có khi nào người ta bấm nguyệt xong rồi người ta lì xì lại cho mình hay sao không? Có chủ cho, chủ không cho, có chủ cho 20, 30 gì đó. Dạ. Có chủ thì nó không có cho. Dạ, nhưng mà không có ăn tiền. À, nhưng mà tất cả là người ta phải rước mình đi. Dạ, ví dụ người ta không có phương tiện đó. Dạ. Rồi người ta rước mình lại tới bấm cho cha mẹ người ta vậy đó. Dạ. Còn ai có phương tiện thì lại đây tôi cũng bấm. Đi không được mà bấm là đi được đó. Vậy đó hả? Dạ. Chú có chữa được ca nào thành công chưa? Hết bệnh không? Dạ cũng có lại gai. Vậy hả? Dạ. Nhưng ông tai biến rồi đó, đi không được, co cái vô không được, về ngay ra không được đó. Dạ. Tôi bấm thời gian chín mùa không nghe được. À, cái buổi gặp gỡ với chú với lại em Bích đó, thì đây là cái hoàn cảnh mới. Hy vọng thì chú có duyên với cô chú Mạnh Thường Quân. Trước khi khép video lại nữa thì Thuận cũng xin tiếp lời của chú, xin gửi lời chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ tiền cho bà con nghèo, bà con khó khăn, cũng như là bữa nay Thuận mới gặp đầu tiên thôi mà đã có tiền cho quý vị. Xin gửi lời chân thành cảm ơn tất cả quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều, và Thuận cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn em gái là Bích
đã cho mọi người được biết cái hoàn cảnh của chú. Cảm ơn em nhiều ha. Cảm ơn anh Thuận, cảm ơn quý mạnh thường quân rất là nhiều. Rồi bây giờ thì hỗ trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh thứ hai. Rồi thì bây giờ thì chắc có lẽ là Thuận với lại Bích với lại chú xin được phép hẹn gặp lại tất cả quý mạnh thường quân và quý khán giả trong clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.